sự xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Đây là một game show rất là thú vị dành cho tất cả chúng ta. Bởi vì luật an toàn giao thông thì ai cũng cần phải biết, và đặc biệt hơn hết là phải cần bổ sung, chia sẻ cho nhau. Chương trình Về Nhà Đi Ăn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Khung giờ vô cùng quen thuộc quý vị, 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có hai đội chơi rất là đáng yêu đến với chương trình này để chinh phục giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng, để xem đội nào sẽ chiến thắng nhé. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi gặp gỡ hai đội chơi. Xin mời. Bé ơi, bé ơi. Dạ bé ơi. Trời ơi. Coi kìa, ở bên đây người ta năng động thể thao, qua bên đây cái sang trọng quý phái. Giới thiệu đến quý vị, đây là vận động viên taekwondo chuyên nghiệp, và đặc biệt hơn hết là một diễn viên tự do nữa, Hồ Thanh Phong. Bạn chơi của em là gì? Xin mời em giới thiệu nè. À, em là Giang Mỹ Huyền. Hiện tại em đang là ca sĩ trẻ của dòng nhạc quê hương và dân ca. Hát một câu nghe chơi đúng không à? Trời ơi. Anh muốn hả? Không, từ anh sẽ cho em ra đây. Đây là vị trí của một ca sĩ đúng không? Spotlight ở đây. Đây, ở bên đây là vũ công taekwondo sẽ múa trong khi em hát. Đây, sẽ là vũ công đương đại cũng sẽ múa khi em hát. Em làm nghề gì? Nói luôn để biết. Em làm quản lý nhân sự. Quản lý, đứng bên kia quản lý cho tôi. Rồi, chuẩn bị. Hát cái gì là mọi người sẽ biểu diễn theo em cái đó. Chuẩn bị. Lên. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Trời đất ơi, em thấy chưa? Em cảm thấy hôm nay là hạnh phúc nhất. Tại vì có rất là nhiều người vừa nổi tiếng, rồi đồng nghiệp này nọ nữa là muốn cho mình luôn. Dễ thương đúng chưa? Có động lực không? Dạ có. Ra hô tay, Huyền, rất là đáng yêu. Bây giờ là đội chơi thứ hai ngày hôm nay, cũng là một đôi nam nữ, trai tài gái sắc. Xin được giới thiệu, đây, diễn viên múa, vũ công, biên đạo múa, Phạm Lịch. Yeah. Để chào mọi người đi em. Dạ, em chào cả mọi người ạ. Em là Phạm Lịch và rất vui ngày hôm nay được đến tham gia chương trình Về Nhà Đi Ăn. Rồi, hôm nay bạn chơi của em là ai? Giới thiệu nè. Xin giới thiệu với anh Minh Sù cũng như quý vị khán giả. Em tên là Trung Nhật. Hiện tại công việc của em là làm quản lý nhân sự. Dạ. Yeah. Dạ. Rất là vui và hôm nay đồng hành với lại chị Phạm Lịch. Đây là cũng là thần tượng của em. Không, cho anh hỏi nè, thần tượng á thì người ta phải thích cái đó đúng không? Và người ta cũng phải làm được cái điều đó. Giống như là anh là hồi xưa là ca sĩ đi, anh cũng thần tượng một ca sĩ nào đó và anh hát theo họ. Còn em có biết múa giống chị Lịch không? Không, thật ra là khi em có xem chị Lịch tham gia một cái chương trình game show mà thật sự là coi từ đầu đến cuối. Em khi nào có tập của chị Lịch lại mở coi thật sự. Khi nào có tập của chị Lịch lại mở coi thật sự. Đó là lý do. Bây giờ hồi nãy thật sự là trong hội trường là không nhận ra chị Lịch luôn á. Một lát sau là em nhận ra không nhận ra chị Lịch luôn. Này, chị Lịch quá đẹp. Trời ơi. Sửa chỗ nào nói đi. Em sửa tâm hồn. Đi. Nhất Minh Sù. Em cũng thần tượng anh Minh Sù. Vậy đó hả? Thần tượng cái gì? Dạ. Từ anh nào? Em thần tượng anh dựng chương trình nè, VJ nè. Giống như hồi nãy anh đứng trong đây đúng không? Cái anh đi ra. Anh phóng ra. Đó. Đúng. Rồi. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn, và sau đây chúng ta sẽ gặp hai đội chơi. Ra kìa. Không biết bé đó muốn đồ gì không biết ta. Có ý đồ là muốn lớn sân làm MC của chương trình này không? Tôi không biết. Nhưng mà ha, che hình bé nhỏ quá, tội nghiệp em. Minh Sù nghĩ rằng các bạn đến với chương trình về an toàn giao thông thì cũng phải có một cái thông điệp gì đó về giao thông đúng không? Để cá nhân bản thân mình truyền tải cái nguồn cảm hứng để cho tất cả quý vị khán giả có thể hiểu hơn và yêu thích hơn. Sao Phạm Lịch, có một cái câu thông điệp gì không? Muốn chia sẻ về an toàn giao thông không? Thực sự thì bọn em không tự tin phần này đâu. Tại vì em chạy xe cũng khá là kém. Và em lại có thêm một bệnh nữa là lạc đường. Dạ. Yeah. Và dù em có nhìn bản đồ. Dạ đúng rồi, bản đồ, thì em vẫn sẽ đi ngược cái đường đó, sau em sẽ vòng ngược lại. Dạ, yeah, coi như là mình không có khả năng tập trung và không biết được cái đường hướng như thế nào để đi cho nó hợp lý nhất đúng không? Còn em thì sao Nhật?
Thì bản thân của em thì thật ra em đang lấy xe máy thôi, còn xe hơi thì em chưa có lái được, cho nên là em đến đây với cái mục đích là học hỏi nhiều chương trình, nhiều cái luật lệ giao thông nó sẽ bổ ích cho bản thân em hơn. Còn đội mình thì sao, có một cái thông điệp gì không em về an toàn giao thông? Tụi em cũng có chung cái thông điệp là chúng tôi yêu giao thông và chúng tôi ghét tai nạn. Và ngày hôm nay là em lên đây cũng với mục đích là học hỏi, và cũng nhờ cái chương trình này mà qua nay là em ngồi em ôn cái bài đầu. Dạ. Em ôn quá trời luôn mà không biết lát hồi lên thi không biết sao nữa. Hai đội chơi sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Sẵn sàng. Và bây giờ xin mời hai đội chơi về vị trí của mình. Và ngày hôm nay hai đội chơi chắc chắn cũng phải có tên đội đúng không ạ? Để chúng ta kết hợp cùng với nhau tạo nên những kỳ tích ở trong chương trình này. Xin mời Phạm Lịch và bạn Nhật. Bọn em là chỉ muốn là tạo nên những kỷ niệm thôi. Dạ, chứ kỳ tích là chắc chắn là hơi khó, nên là tên của tụi em sẽ là team Hoang Mang. Yeah. Hoang Mang. Tại vì thật ra là hai chị em hồi nãy có bàn tính nhau rồi, là nói chung là đến đây là vui là chính hả chị? Vui vẻ thôi ạ. Dạ. Anh nghĩ là anh này nè, đôi khi mình đặt cái gì đó mà nó sẽ bị vận vào trong cái tinh thần của đội mình á. Hoang mang nghe nó ngộ nghĩnh lắm. Thôi bây giờ đặt cái gì đó mà nó tinh thần mình quyết tâm hơn được không? Hoảng sợ, hoảng sợ. Không phải hoang mang là hoảng sợ à? Nách qua kia cái gì lắp vào ngược lại được. Anh sẽ quay đầu xe. Dạ. Sau gặp em sau. Xin mời đội của Hồ Thanh Phong. Thì tụi em cũng thống nhất là đặt tên là Sức Sống Trẻ. Bên đây là trẻ rồi, sau khi anh quẹo cua về đội mình, không biết là mình có muốn trẻ trung hơn hay không? Tụi em nói luôn, sức sống trẻ phải không? Nên sẽ là vui vẻ. Sức sống trẻ, vui vẻ. Sức sống trẻ và đội vui vẻ. Chưa gì mà tôi thấy vui nhà vui cửa lắm rồi. Và chắc chắn những vòng thi đấu sẽ được tuần tự mở ra. Vòng đầu tiên được mang tên Khởi Động, xin mời. Minzu, xin chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên được mang tên là Khởi Động. Lúc chơi vòng 1, Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Ở mỗi lượt chơi, hai người chơi sẽ bấm chuông một lần duy nhất để giành quyền ưu tiên trả lời tên biển báo đầu tiên. Sau đó, hai người chơi sẽ luân phiên để trả lời tên của 9 biển báo còn lại. Một câu trả lời đúng được 1 điểm. Điểm số rất quan trọng cho vòng thi thứ 3. Đội nào có điểm số cao hơn đội còn lại với tổng số điểm 3 vòng thi, đội đó sẽ có cơ hội bước vào vòng trong và chinh phục giải thưởng là 50 triệu đồng. Còn đội còn lại sẽ dừng lại luôn, không có gì cả và ra về. Hai đội chơi, xin mời các bạn lựa chọn thành viên đầu tiên ra thi đấu. Xin mời đội của Thanh Phong. Vậy em là người thi trước. Thống nhất, Phong là người thi trước, đội mình. Em muốn ra không? Chị em... nhường, chị lớn hay chị nhường? Chứ mày là già. Vậy thôi em nhường cho chị nha. Ok. Trời ơi, hay ho lắm. Thường thì người ta nói là nam sẽ đối đầu với nhau, sẽ kịch tính hơn đúng không? Bây giờ là Phạm Lịch ngày hôm nay đã mạnh dạn đối đầu với lại Thanh Phong luôn. Xin mời hai bạn Nhật và Huyền, mời các bạn qua đây. Hai bạn, sau khi nghe Minh Sù nói lượt thứ nhất bắt đầu thì các bạn được quyền nhấn chuông giành quyền. Biển báo đầu tiên, lượt 1 bắt đầu. Xin mời Phong sẵn sàng trả lời biển báo đầu tiên của mình. Dạ, đây là biển báo cấm rẽ trái. Chốt chưa? Dạ chốt. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo cấm rẽ trái, 1 điểm đầu tiên dành cho Phong. Dạ. Lịch, cố lên, bây giờ sẽ là lượt thi đấu của Phạm Lịch, xin mời. Vậy nữa. Em nghĩ đây là biển báo cấm đi xe đạp. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Coi như là khởi động khá là thuận lợi đúng không? Lượt chơi thuộc về Phong. Dễ quá dễ luôn. Màu xanh thông báo cái gì? Đây là biển báo chỉ dẫn giao thông. Biển báo chỉ dẫn giao thông. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Phạm Lịch. Trời, cái này Phong không biết thì em nghĩ là em cũng không biết. Khi mà chúng ta đi xe đó, đến một cái nơi nào đó thì chúng ta cần phải làm cái gì đó để mình không cần phải đi cái xe đó nữa. Thực sự là em không có câu trả lời. Đây là biển báo nơi đổ xe.
Rất tiếc câu này thì cả hai nhân vật của chúng ta không trả lời được. Biển báo tiếp theo, xin mời Phạm Linh. Biển báo hình tam giác là gì? Chắc gì chị biết, chắc gì chị biết. Này câu như một lời nguyền vậy đó. Cứ đến lượt em chắc gì chị biết. Nhưng mà em biết đi cho bạn sợ chứ. Hồi nãy em mới ngồi em xem mà lại quên mất tiêu rồi. Cái này là máy bay hướng đi lên đúng không nè? Đi lên nè. Đi lên nè. Thời gian nó trôi qua. Em biết không, Nhật? Dạ. Anh thấy rồi. Dạ. Cảm ơn em. Cũng không biết đâu. 3, 2, 1, hết giờ. Phòng. Cấm cái gì? Cấm bay. Rồi, mời Phòng cho đáp án. Dạ, đây là biển báo nguy hiểm, máy bay lên xuống. Biển báo nguy hiểm, máy bay lên xuống là một đáp án. Là một đáp án không chính xác. Và đáp án của chương trình là biển báo giải máy bay lên xuống. Ủa, cái chữ này quan trọng nè. Biển báo máy bay em lên lại xuống. Mất cái từ giải rồi. Hai bạn cũng không có điểm trong câu này. Tiếp tục. Xin mời, mời Phong. Dạ đây là biển báo cấm quay đầu. Cấm quay đầu là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo cấm quay đầu xe. Tiếp tục, Phạm Lịch, chúc em may mắn. Thông báo gì biết. Thông báo gì? Ừ, biển báo là báo chú ý có thú rừng băng qua đường. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah, chắc có thể là những cái khu vực ngoại thành một tí xíu, ở những cái khu mà hai bên nó có rừng thì có những cái loài thú rừng sống ở trong đó thì nó hay băng ngang qua bên đường một cách rất là ngẫu nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận ha. Tiếp tục, xin mời. Rồi, mời Phong. Em nghĩ là biển báo chú ý phía trước có gò chạy chậm lại. Đây là đáp án. Chính xác, chúc mừng. Biển báo đường có gò phải giảm tốc, chúng ta phải chạy chậm lại. Và một điểm nữa dành cho Phong. Còn bây giờ sẽ là Phạm Lực, xin mời. Anh gửi cho em trong cái biển báo này nó có từ bắt đầu. Em nghĩ là giống như biển báo có thể bắt đầu đi qua đường. Đây là đáp án. Chính xác, chúc mừng. Đây là biển báo điểm bắt đầu đường đi bộ. Nó là cái điểm bắt đầu cho cái người đi bộ, tuyến người đi bộ qua thôi. Tiếp tục ạ, xin mời. Dấu chấm than đơn giản là như vậy. Biển báo chú ý phía trước có nguy hiểm khác. Biển báo chú ý phía trước có nguy hiểm khác. Và đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Thực sự ra thì ở những cái đoạn đường á, mình cũng không chỉ riêng là tai nạn giao thông mà sẽ có những cái nguy hiểm khác mà mình cũng không biết trước được. Cho nên là chúng ta nhìn thấy biển báo này phải chú ý ngay lập tức, chạy xe thật là cẩn thận nhé. Và bây giờ sẽ là biển báo cuối cùng, xin mời. Mời Phạm Lịch, đây là lượt của em. Em có xem qua rồi mà trời ơi em não cá vàng anh ạ. Cái này là bên phải bên trái giống như hai chiều. Em nghĩ là biển báo này là không được di chuyển khác chiều với nhau. Không được di chuyển khác chiều, đây là một đáp án. Chưa chính xác, mời Phong. Em nghĩ là đây là biển báo nguy hiểm. 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời đáp án của chương trình. Đây là biển báo hết đường đôi. Các bạn cứ hình dung là cái đường đôi sẽ có hai bên và phía giữa nó sẽ có một cái dải phân cách như vậy nè. Bằng đá trồng cây trong đó chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể bằng đá không để chúng ta có thể để ghế này kia mọi thứ lên, giống như cái đường đô quận 7 hiện tại. Có vẻ như là những thử thách của chúng tôi hơi khó với hai người chơi ngày hôm nay là hai khách mời, nhưng điểm số cũng đã được ghi nhận như sau. Thanh Phong, bạn có 4 điểm, chúc mừng. Phạm Lịch, bạn có 3 điểm. Trên lệch cũng không cao. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của hai thành viên còn lại, xin mời. Bây giờ mình gửi gắm điều gì không với cái kinh nghiệm hồi nãy giờ mình chơi nè? Dạ, với kinh nghiệm của em chơi nãy giờ, cái nào không biết thì... Cái nào không biết thì anh sẽ hỏi anh Sầu. Trời, ok, đồng ý. Không, dạ em nghĩ là với cái sự thông minh của bé Huyền đây á, thì em nghĩ là bé sẽ làm tốt phần thi này. Em coi cái hình xong rồi sau đó em coi những cái chi tiết minh họa nó sẽ nói lên được cái biển báo đó như thế nào. Cảm ơn em. Hai tụi em sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, sau khi anh nói lượt hai bắt đầu thì em được quyền nhấn chuông nhé. Mời biển báo. Huyền sẽ là người trả lời đầu tiên, xin mời em. Huyền ơi, đây là biển báo gì? Biển báo chỉ dẫn xe ô tô được đi. Chốt chưa? Dạ rồi. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo đường dành cho xe ô tô, hợp lý.
Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Lượt chơi thuộc về bạn Nhật. Biển báo dành cho những loại xe thô sơ. Biển báo dành cho xe thô sơ. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo đường dành cho xe thô sơ, hoàn toàn hợp lý. Và trong đó thì có xe đạp ở bên trên, đúng không? Yeah. Cũng là loại xe thô sơ. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Mời em Huyền. Cho điểm. Biển báo cấm rẽ phải. Chính xác, chúc mừng. Lâu lâu có những cái số điểm nó trên trời rớt xuống mà. Rồi, mời lượt của Nhật. Dễ, mời em. Biển báo này là phía trước có trạm cảnh sát giao thông. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo trạm cảnh sát giao thông. Xin mời Huyền. Biển báo giới hạn tốc độ tối thiểu là 30. Giới hạn tốc độ tối thiểu là 30 km/h. Đây là một đáp án. Chưa chính xác. Xin mời em Nhật. Biển báo này là không vượt quá giới hạn 30 km. Biển báo không vượt quá giới hạn 30 km/h. Sai. Đây là một đáp án. Em biết mà. Dạ em biết sai, luôn. Em biết sai. Dạ vâng. Và chúng tôi sẽ giúp các bạn giải tỏa cái việc sai này bằng cách là tìm hiểu đáp án đúng. Xin mời. Biển báo hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Mời lượt của Nhật. Cái này phải suy nghĩ nha. Biển báo nguy hiểm khi xe va chạm nhau vẫn chưa có nghĩa lắm. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Huyền. Biển báo nguy hiểm phía trước có ùn tắc giao thông. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo ùn tắc giao thông. Tiếp tục. Dễ luôn. Lượt của Huyền. Đây là biển báo cấm bóp còi. Cấm bóp còi là một đáp án chính xác, chúc mừng. Tiếp tục. Xin mời Nhật, lượt của em. Đơn giản, có một cái giường. Này là biển báo. Nhưng mà không biết cái này là cái gì nè. Cái này là đây, cái giường. Gợi ý cái giường, đúng cái giường, vâng. Cái giường xuất hiện ở đâu thì cái biển báo nó nằm ở đó. Phía trước có khách sạn hả? Biển báo phía trước có khách sạn. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Em chưa nghe biển này bao giờ luôn á. Yeah. Không, đây là lần đầu tiên cũng nghe cái biển này á. Đúng rồi. Đúng. Vâng. Tại vì thực sự ra thì khách sạn thì mình biết rồi, trung tâm khu vực thành phố ha, hoặc là những cái nơi mà kinh doanh dịch vụ khách sạn chắc chắn sẽ có rồi, nhưng mà ở những cái nơi mà nó hơi hẻo lánh tí xíu. Yeah. Mình đang đi trên đường mà mình cần tá túc lại một đêm, tại vì mình lái xe quá là nhiều thời gian rồi, mình cần nghỉ ngơi để có tỉnh táo, thì có một cái biển báo như vậy báo hiệu phía trước có khách sạn. Tiếp tục, biển báo tiếp theo, lượt của bạn Huyền. Mời em. Biển báo cảnh báo chú ý là phía trước có cầu hẹp. Đây là một đáp án. Không thể sai. Wow. Cái gì vậy? Giỏi thiệt. Thần tượng đúng chưa? Dạ. Yeah. Chúng ta chỉ còn lại một biển báo duy nhất nữa mà thôi. Xin mời Nhật sẽ trả lời câu hỏi của mình. Thấy cái gì nói cái đó. Cái này là xe tải nè. Xe móc. Xe kéo á. Xe kéo hả? Trong cái bức hình biển báo này luôn luôn có một cái giới hạn, đúng không? Vậy thì mình phải có cái từ hạn chế trong đó, là trong cái khuôn viên này thôi. Và đây là chiếc xe như thế nào, biển báo nó sẽ gợi ý. Mời em. Biển báo cấm xe kéo 14 m. Biển báo cấm xe kéo 14 m là một đáp án chưa chính xác. Mời Huyền. Theo em nghĩ đây là biển báo cấm xe tải kéo móc không được quá 14 m. Không được quá 14 m cũng là một đáp án chưa chính xác, bởi vì các bạn phải nói đúng cái ý nghĩa của nội dung biển báo này. Xin mời. Đây là biển báo hạn chế chiều dài của ô tô kéo móc. Dạ. Chứ nếu như các bạn nói như vậy thì cũng không hình dung được là cái chiều ngang hay chiều dài, hay là chiều của cái quãng đường, hay là khoảng cách như thế nào đó. Tổng kết lại số điểm ở vòng này, Huyền em đã có được số điểm là 5 điểm. Chúc mừng, rất cao. Nhật, không sao, mình ít hơn bạn nhưng không ít quá nhiều. Em được 3 điểm, chúc mừng. Mời hai bạn trở về vị trí của mình. Không uổng công qua giờ học. Nhà em không học luôn anh. Chính chắc nhà em nha. Huyền ơi. Dạ. Thế không biết rằng là kết thúc lại cái vòng này với 20 biển báo cho 4 người chơi. Nãy giờ em trả lời cũng khá là đúng nhiều câu. Tại sao em lại biết nhiều biển báo đến như vậy? Thì như hồi nãy em cũng nói với anh á, là trước khi mà biết mình tham gia về một cái luật giao thông thì em cũng có
học tối qua em có coi lại hết, em coi theo từng nhóm để dễ hiểu. Nhóm biển báo cấm, biển báo chỉ dẫn và biển báo nguy hiểm. Còn có một số nhóm khác nữa nhưng mà nãy giờ em chưa thấy tới. Anh thấy là em có một cái kỹ năng tìm tòi rất là cao. Và tất cả chúng ta hiện nay cũng nên giống như Huyền, đúng không? Khi mà mình chuẩn bị tiếp nhận một cái thông tin, một cái cuộc thi hoặc là một cái điều gì đó, mình cũng nên tìm hiểu trước là bên đằng sau nó có cái gì. Giống như là ngày hôm nay, an toàn giao thông sẽ giúp cho tất cả chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về những biển báo này ha, để an toàn cho chính bản thân mình. Nhật ơi, sao em? Vòng 1 có khó với em không? Dạ, nói chung là vòng 1 dễ lắm anh, không có gì đâu khó. Dạ, nhờ bạn Quyền trả lời xong rồi em biết hết trơn mấy cái biển báo rồi. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Bạn ý đến với tinh thần là học hỏi ạ. Đúng rồi, đúng, nhưng đúng, mà đúng. Hai chị em cứ là thoải mái. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết số điểm của hai đội chơi với vòng khởi động. Đội Sức Sống Trẻ đang có số điểm là 9 điểm. Chúc mừng. Đội Vui Vẻ, các bạn có 6 điểm. Quá vui vẻ luôn. Đừng quá buồn hoặc là đừng quá vui, bởi vì là chúng ta còn nhiều điểm như lắm. Vòng 2 được mang tên Hợp Sức, xin mời. Chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu thứ hai mang tên gọi Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 4 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Sau khi MC đọc hết câu hỏi, trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Cho Minh Sư hỏi Phạm Lịch trước đi. Mình ít đi xe đúng không? Ở trên những cái đoạn đường mình đi, nó hay xảy ra những cái trường hợp như thế nào? Kẹt xe thì hầu như là ngày nào mình cũng thấy, giống như mình đi hay có cái giấc giờ giống như buổi trưa hoặc là buổi chiều tối 6-7 giờ là em hay bị gặp kẹt xe rất là nhiều. Còn Nhật thì sao? Có khi nào em thấy những cái tình huống mà nó hơi éo le và mình cảm thấy là mình nên chia sẻ cái thông điệp này để cho mọi người có thể là rút kinh nghiệm không? Khi mà chạy xe đó thì đương nhiên dừng tới đèn xanh đèn đỏ, có những bạn á vượt tốc độ mà chạy nhanh quá đó, cái mình đang đứng phía trước hay mình không chớ giớ phía sau, không biết cái bạn đó bạn vượt nhanh quá cái bạn thắng không kịp, hoặc là có thể là bạn nhìn qua nhìn lại rồi đó là bạn đâm vô cái đuôi xe của mình. Em bị trường hợp này rồi. Chính xác, chúng ta thường xuyên bị những cái trường hợp nhỏ nhỏ như thế này, nhưng mà từ cái nhỏ đó không khéo thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tới những cái lớn hơn. Em nghĩ là một phần cũng là do ý thức của mọi người, tại vì khi ra đường em thấy mọi người nha, khi mà còn đèn đỏ đi, ví dụ còn khoảng 4 giây bắt đầu mọi người dồ ga in đi trước. Chứ không phải là dừng lại hết 4 giây rồi bắt đầu mình đi đó. Nên là họ không thôi là đèn vàng là vượt luôn, vượt qua để khỏi đợi đèn đỏ vì trời quá nắng. Hay là thôi có những cái xe tải cứ lấn ra để bang tới bang lui, mình cũng cảm thấy sợ. Cái hoảng khi mà ra đường cũng là quy về sự bình tĩnh thôi. Phải thật sự là bình tĩnh, có khi nhanh một phút mà chậm cả đời. Xảy ra tai nạn không phải cho mình bản thân không, mà ảnh hưởng tới những người khác xung quanh nữa. Và trong 5 bức xa hình ngày hôm nay cũng sẽ có những cái tình huống để giúp cho mọi người xác định được loại xe nào và cách đi làm sao cho nó đúng. Và bây giờ bức xa hình đầu tiên, câu hỏi chính thức của chương trình là: phía trước có một xe màu vàng đang lùi vào nơi đổ, xe màu đỏ thì đang di chuyển sang làn đường bên trái. Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? Mời Phạm Lịch và bạn Nhật. Em nghĩ là mình sẽ giảm tốc độ là điều đầu tiên, và sau đó là chú ý xem những xe phía trước mình có đèn xi nhan để xin đường hay không, và mình sẽ giảm tốc độ và đi về phía bên phải. Còn xe kia thì sao ạ? Xe kia đang dê vào trong bãi. Khi mà xe của em đang chạy thì gặp phía trước có trường hợp như thế đó thì em sẽ giảm tốc độ. Em giảm tốc độ em sẽ chạy lùi bên phải, không, bên phải để xe màu vàng, để chiếc xe phía trước đổ vào bến đậu, xong rồi em sẽ chạy lên phía trên. Với sự giải thích của các bạn thì mình thường nghĩ rằng đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Quan sát thật là kỹ thì mình thấy là bản thân mình ở phía sau thì mình phải nhường cho những gì ở phía trước diễn ra xong đã. Và đặc biệt là mình phải nhìn những cái tín hiệu đèn báo, đèn xin đường, hoặc là những cái xe mà đang đổ dang dở thì để cho họ di chuyển vào bãi xong đã, rồi mình mới được di chuyển về phía trước. Như vậy sẽ đỡ gây nguy hiểm cho bản thân mình và người ta, tại vì cái xe đằng trước đang tập trung vào việc đổ xe thôi, chứ không thấy được ở đằng sau mình đang ở đâu, đúng không ạ? Tiếp tục bức xa hình thứ hai, xin mời. Câu hỏi của chương trình như sau: xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này hết? Mời Phong. Nghĩa là bây giờ là mình sẽ giảm tốc độ lại để cho xe tải
vượt theo cái chiều mà xe tải mong muốn. Rồi sau đó là mình sẽ xi nhan về phía bên phải á, để mình chạy chậm chậm và mình đi trên cái làn đường của mình. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Yeah. Tại vì xe tải đang xi nhan đúng không? Thì mình phải chờ cho xe tải đó đi qua làn đường như ý mà xe tải mong muốn trước đã. Tại vì mình đang ở phía sau. Sau đó thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục đi về phía trước thôi nha. Chúc mừng các bạn, 2 điểm đã thuộc về sức sống trẻ rồi. Bây giờ sẽ là bức xe hình thứ 3. Câu hỏi của chúng ta như sau. Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời Phong và Huyền. Theo em nghĩ là xe khách với lại xe mô tô là được đi đúng quy tắc. Vì đơn giản là đèn đỏ thì phải dừng lại, đèn xanh thì mình phải đi. Em nghĩ là hai xe này đi đúng là đường quy định. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần xác định theo đèn. Đèn xanh thì được đi, đèn đỏ thì phải dừng lại thôi. Và bây giờ sẽ là bước xe hình cuối cùng. Và câu hỏi chính thức của chương trình là: theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi hết? Mời Phong và Huyền. Dạ em nghĩ là số 1 và hướng số 3. Vì sao ạ? Vì em nghĩ là hướng số 1 thì không có để biển báo cấm gì hết. Và hướng số 3 thì để biển báo cấm xe ô tô. Còn số 2 thì là cấm xe mô tô. Nên là em nghĩ là số 1 và số 3 có thể được đi ạ. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Yeah. Yeah. Thật sự ra nói là nhìn vào bức hình nó hơi rối, nhưng mà để phân tích ra một tí xíu thì nó sẽ rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần nhìn vào biển báo giao thông và đặc biệt là những cái hướng mà mình phải đi như thế nào là hợp lý nhất. Chúc mừng các bạn đã mang về 2 điểm nữa cho đội của mình. Và tổng kết số điểm của hai vòng thi đấu hiện nay, số điểm của hai đội như sau. Đội Vui Vẻ, các bạn có 8 điểm. Đội Sức Sống Trẻ, các bạn đang nhận trước với số điểm 15. Nhưng các bạn cũng đừng quá vui, bởi vì còn một vòng nữa mà vòng này quyết định luôn 10 điểm dành cho đội chiến thắng ở vòng thứ 3. Nếu như đội của Phạm Lịch chiến thắng, chắc chắn bạn sẽ có cơ hội bước vào vòng cuối cùng của chương trình này. Nhưng may mắn thuộc về đội này thì chắc chắn đội này sẽ có cơ hội bước vào vòng trong rồi. Nhưng vòng 3 sẽ là trò chơi như thế nào đây? Vòng thi đấu mang tên Vượt Chướng Ngại Vật, xin mời. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu thứ 3 mang tên gọi Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3, Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Và luật chơi rất đơn giản như sau. Đây, chúng tôi sẽ có một cây gánh. Ở hai đầu gánh sẽ có hai quả banh tennis. Nhiệm vụ của những người chơi đó chính là các bạn sẽ giữ thăng bằng, di chuyển qua bên chiếc cầu. Có chiếc cầu đi bắc ngang qua suối, đi làm sao đây không tay dịnh đó. Sau đó các bạn sẽ về phía bên này ha. Wow. Người chơi tiếp theo sẽ đứng ở đây, dùng hai tay ném quả banh. Đây, cứ mỗi lượt tối đa là chúng ta sẽ có hai quả banh. Các bạn sẽ đứng ở đây để ném làm sao ngã càng nhiều cái lon ở phía trước càng tốt. Trong 1 phút 30 giây, nếu như đội nào có số lượng lon ngã nhiều hơn, đội đó sẽ là đội chiến thắng với 10 điểm cho đội mình. Rồi, xin mời các bạn lựa chọn ra thành viên đầu tiên để quảnh tù xì. Làm gì? Xác định đội nào thi trước. 1, 2, 3. Rồi, đội thắng được quyền quyết định. Thắng có quyền quyết định. Bên kia đi trước. Cho bên kia thi trước. Okay. Dạ mời đội bên kia qua đây à. Các bạn phải lưu ý, cái game này nó cũng mô phỏng một cái tình trạng mà chúng ta di chuyển ở trên đường khi tham gia lưu thông. Đó chính là làm gì? Phải giữ được thăng bằng, đúng không? Và bình tĩnh nữa, đặc biệt hơn hết là phải khéo léo nè. Rồi tập trung, xong rồi truyền qua cho cái người bên này giống như là trao lại cái trách nhiệm cho người đi cùng với mình. Đó, là phải giúp, nhìn đường. À, bình tĩnh, tự tin nha. Thời gian 1 phút 30 giây, bắt đầu. Sao vậy? Không muốn làm người. Tự nhiên ở thành thị không muốn đi vô rừng nha. Em rất là bình tĩnh. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Cố gắng lên chị. Nè, nhanh lên nè. Nhắm cái lon nha.
Em cứ lo em đi, em cứ lo em thôi. Coi chừng Phạm Quyên lên lịch nha. Rồi, dạ. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Trời ơi, xuất sắc luôn. Bình tĩnh thôi. Cứ chơi từ tốn. Để nè. Mình còn tới 1 phút nữa. Nhậu xấu dễ sợ. Quan tâm làm gì em kể. Ủa sao kỳ vậy ta? Chị không chọi được anh chứ chọi. Kỳ vậy ta. Trời ơi, cố lên. Ơi, chị xin lỗi em. Cố lên. À. Yeah, trời một ơi. Còn 20 giây. Còn 38 giây. Còn 38 giây lận em ơi. Trời ơi, nhiều giây lắm, nhiều giây lắm. Nhắm cái lon thảy. Nhắm rồi em không? Nhắm nhận cái lon đó thảy. Em lẹ đi, em lo cái của em đi. Hết giờ rồi kìa, nhanh lên. Hết giờ kìa, còn 10 còn giây. 25 giây lận, 25 giây lận. Hay quá. Cố lên. 15 giây, 15 giây. Chưa, còn 14. 12 cố lên, 10 9 rồi. 8 7 6 5 một cái đó là bằng rồi. 3 2 1 hết giờ. Vâng, và số lượng lon còn lại trên thanh xà ngang của chúng tôi là 4 lon. Xin mời đội tiếp theo. Và bây giờ chúng ta có 1 phút 30 giây nha. 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Lưu ý không chạm vạch quy định nha. Phong ơi, Phong ơi, cầu tre Phong ơi. Về nhá anh em Phong. Phải giữ được thăng bằng, bình tĩnh nào. Đúng rồi, cứ bình tĩnh thôi. Quyền ơi, Quyền. Hai lon ngã rồi Hiền ơi. Rồi ném trời đúng nha, ném ơi. Đúng nha. Hôm nay mới thấy em đi cầu khỉ giỏi dữ. Trời ơi, nãy giờ cứ bị quả vậy. Đi nhanh dữ à. Người ta là võ mà, võ sĩ. Ê, mà nhờ. Đó. Hết giờ rồi Phong ơi, hết giờ Phong ơi. 15 giây Phong ơi. Hay quá Huyền ơi. Còn 15 giây lên. Còn 10 giây kìa. Còn tới 40 giây lận em ơi. Còn 10 giây Phong ơi. Quyên ơi, Quyên ơi, còn 10 giây đấy Quyên ơi. Anh ơi, đừng có. Bình tĩnh, bình tĩnh. Còn 5 giây. Anh ơi, đừng có nghe cái đó. Còn 5 giây, còn 5 anh giây. Còn tới 27 giây nữa. Ném trúng như Quyên. Đúng rồi. Quyên ơi, Quyên. Cố lên em ơi. Cái mất em nha, Quyên ơi. 9. Cố lên em ơi. Ông trời có mát hết em. Quyên ơi, Quyên, còn 5 giây Quyên ơi. Quyên. Ơi còn 5 giây Quyên ơi. Còn đã mất là Phạm Quy. Dạ dạ dạ. Phạm Quy nghe. Quên. Nhìn hết giờ đi. Hết giờ. Và số lượng lon còn lại là 3 chiếc lon. Vậy là chúng ta đã khép lại trận đấu ở vòng thi đấu thứ 3 ở đây. Và có thể nói là hai đội chơi đã có được những số điểm rất là tuyệt vời cho mình. Thế nhưng chỉ có một đội nhận được 10 điểm mà thôi, với số lượng lon còn lại ít hơn. Thì đội đó sẽ là đội chiến thắng và xin được chúc mừng cho bên đây 4, bên đây 3. Số nhỏ là số chiến thắng, chúc mừng. Và với vòng này chiến thắng các bạn có 10 điểm, cộng với hai vòng trước các bạn có 25 điểm, chúc mừng. Vòng này mình không có chiến thắng, mình không có điểm. Tổng cộng 3 vòng thi, đội vui vẻ có 8 điểm. Tuy là mình không có cơ hội bước vào vòng trong, cảm xúc của Phạm Lịch cùng với bạn Nhật như thế nào? Cũng như lúc đầu em chia sẻ là đội của em chị Phạm Lịch đến đây là gì vậy? Vui vẻ. Chủ yếu là gì? Vui vẻ thôi. Vui vẻ là chưa là chính. Nhưng mà cái quan trọng nữa là cái kiến thức gì mình học về những cái bảng cấm, ba cái bảng mà dành cho những xe đi bộ này kia, nó rất là bổ ích cho mình. Khi mình kết thúc chương trình này rồi thì nó rất là nhiều kiến thức đó chị, nãy giờ á hai chị em mình như vậy là cũng được rồi đó. Ừ. Dạ. Nói chung là nãy giờ được rồi. Học hỏi được nhiều vấn đề. Có những cái biển báo thực sự là hoàn toàn em chưa bao giờ em nhìn thấy luôn. Dạ. Bất ngờ hơn nữa là chúng ta có đội chiến thắng. Khá là may mắn ở vòng sau đúng không? Thật sự là như vậy, các bạn chỉ hơn nhau, chỉ có một cái lon bị ngã thôi. Tại vì ngay từ đầu á, khi mà em thấy bên đội ghi đặt cái tên vui vẻ là em nghĩ là ra về vậy là cũng ok rồi. Trời, tại đến đây là vui vẻ là chính. Còn đội của em đến đây á là... Sức trẻ, vui là chính mà chiến thắng là 10. Em cũng cảm ơn các anh chị thì cũng nhường cho tụi em. Đó. Nên mới có chiến thắng ngày hôm nay. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Mấy đứa nhỏ được nỗi lòng của em. Đúng rồi.
nhất. À, thôi mình lỡ nhường rồi, thôi mình chờ đợi xem kết quả chung cuộc để xem đội sức sống trẻ có mang về cho đội mình 50 triệu đồng ở vòng cuối cùng hay không. Vòng cuối mang tên Về Nhà Đi Anh, xin mời. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Anh. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu đặc biệt, vòng cuối cùng mang tên gọi Về Nhà Đi Anh. À, hai cái tên nó giống nhau đúng không? Bởi vì sao? Đây là phần thi cuối cùng để chúng ta về nhà với giá trị tiền thưởng thật là cao của chương trình này. Cao nhất sẽ là 50 triệu đồng thuộc về các bạn. Nếu các bạn chinh phục được 6 cột mốc tiền thưởng của chương trình bằng việc trả lời hoàn toàn chính xác những câu hỏi đặt ra từ Minh Xu với việc bốc thầm những gói câu hỏi của chúng tôi ở đây. Wow. Chúng tôi sẽ có hai gói, một là câu hỏi tự luận, hai là câu hỏi trắc nghiệm. Dạ, giờ lên bốc thăm, ai bốc? Đây để em bốc cho. Em muốn cái gì? Em muốn trắc nghiệm. Trắc nghiệm, lỡ ra tự luận thì sao? Dạ thì em trả lời theo cách của em. Thì đó, trời đúng. Dạ, em chọn cái này. Ừ, về coi với đội của mình. Trời ơi, trắc nghiệm. Ồ, đúng không? Tự luận. Ủa vậy hả? Câu hỏi tự luận hả? Dạ có. Thôi cũng được, cái gì cũng được. Đối với câu hỏi tự luận thì chúng tôi sẽ đặt câu hỏi. Các bạn lập luận, suy nghĩ sao trả lời như vậy. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Dạ sẵn sàng. Đầu tiên thì chắc là nhờ Huyền trước. Dạ. Em đến với màn hình LED của bọn anh. Đúng rồi, đơn giản lắm. À, em thấy chiếc xe màu xanh nhỏ nhỏ bên kia không? Trời, dạ thấy. Ừ, em chỉ cần đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên nào. Đây đúng anh. Rồi, đúng rồi. Em hãy nói câu thần chú, xe ơi lớn lên. Xe ơi lớn lên. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Đó. Y như trong câu chuyện cổ tích vậy anh. Đúng. Hy vọng rằng đây không phải là một giấc mơ. Các em có thể về nhà với 50 triệu đồng. Mời em về chỗ của mình nhé. Để trả lời cùng với bạn Phong. Câu hỏi đầu tiên như sau. Xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh có tham gia giao thông đường bộ được gọi là xe gì? Xe máy chuyên dùng. Xe máy chuyên dùng. Chính xác, chúc mừng. Xe đạp, xe máy đạp, xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe xúc vật kéo và các loại xe tương tự được gọi là phương tiện giao thông nào? Xe thô sơ. Phương tiện giao thông đường bộ. Đường bộ. Đường bộ. Chính xác, chúc mừng. Hãy điền vào ô còn trống 3 chấm là người điều khiển xe cơ giới. Người lái xe. Chính xác, chúc mừng. Câu hỏi số 4 như sau. Tốc độ tối đa của xe ô tô khi đang lưu thông trên đường cao tốc là bao nhiêu km/h? 120. 120 km/h. 120 km, chính xác. Hãy kể tên 5 nhóm biển báo giao thông mà bạn biết. Biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh, biển báo chỉ dẫn, biển báo phụ và vạch kẻ đường. Vạch kẻ đường không phải là biển báo. Biển báo nguy hiểm. Chính xác, chúc mừng. Câu hỏi tiếp theo như sau. Đặc điểm của nhóm biển báo cấm là gì? Đặc biển báo cấm là có vòng tròn, hình tròn, viền đỏ, nền trắng và hình vẽ màu đen. Chính xác, chúc mừng. 50 triệu. Wow, không cần tới 10 câu hỏi, các bạn đã trả lời hoàn toàn chính xác được một mốc 50 triệu rồi. Qua đây ăn mừng các anh à. Trời ơi, giỏi quá. Về đây đứng rồi nè. Trời ơi, đập tay. Thật sự là thì bản thân Minh Xù phải nói là các bạn cũng rất là giỏi. Giỏi ở đây là các bạn đã biết được rất là chính xác những cái thông tin của những câu hỏi ngày hôm nay. Chắc là lúc đầu á, Huyền cũng có chia sẻ là trước khi đi thi là Huyền cũng đã có khảo bài một lần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Và cũng nhờ cái chương trình này mà qua nay là em ngồi em ôn cái bài đầu. Đúng không? Dạ. Em ôn quá trời luôn mà không biết lát hồi lên thi không biết sao nữa. Và ngày hôm nay rất xứng đáng nhận được 50 triệu đồng. Cảm xúc sao? Trời, thật sự là em không ngờ luôn á.
Em không ngờ là bạn Huyền có thể giỏi đến như vậy. Thực chất là qua chương trình này em lại biết thêm được nhiều cái phương tiện giao thông hay là những cái biển báo nhiều hơn. Huyền thật sự là rất là ok. Đúng là không cần chọn luôn. Chương trình chọn cho Phong một người quá là xuất sắc. Quá hợp lý. Nhưng mà thật sự ra thì anh thấy là Phong cũng có sự hỗ trợ. Có một cái câu mà chưa đúng có rồi. Hợp lý thì Phong lại là người đưa ra cái sự lựa chọn cuối cùng để có thể giống như là một mảnh ghép để có thể trả lời chính xác cái câu đó. Huyền thấy sao với chương trình ngày hôm nay? Thật sự là đến với chương trình hôm nay thì em cảm thấy là mình đã có sự cố gắng rất là nhiều. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Đây là một cái bàn thắng mà em cảm thấy mình có sự cố gắng và cũng có may mắn khi mà chung đội với anh. Cảm ơn em. Còn bản thân Minh Xù thì phải nói là chúc mừng các bạn rất là nhiều. Và đặc biệt hơn hết là ngày hôm nay hai đội chơi, tuy là đội của Phạm Lịch và bạn Nhật, không có chiến thắng và phải dừng lại ở vòng thứ 3 rồi, nhưng mà hai đội chơi ngày hôm nay cũng đã mang lại rất là nhiều điều thú vị và hấp dẫn, cũng như những niềm vui đến từ những vòng thi của chúng tôi ngày hôm nay. Không biết là các bạn trước khi chia tay với chương trình này nhận được 50 triệu, các bạn có muốn chia sẻ một vài những cái thông điệp mà các bạn nhận được từ chương trình an toàn giao thông? Theo em thì em nghĩ là bây giờ mọi người khi ra đường á thì ai cũng muốn thể hiện một cái tôi của mình khi tham gia. Phong nghĩ là mọi người nên khi ra đường á hãy nhường nhịn nhau một tí khi tham gia lưu thông thì nó sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ an toàn cho bản thân mình và tránh xảy ra những xô xát. Cảm ơn Phong. Còn đối với Huyền thì sao? Thật sự hồi nãy lúc thi thì có một cái biển báo là bấm còi thì em cũng thấy cái điều đó nó cũng thể hiện được một cái gọi là cái văn minh của mình đó khi mà tham gia giao thông. Tại có những lần mà em đang chạy xe, những cái chiếc xe lớn bấm còi inh ỏi em giật mình thì em cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên là em nghĩ là cái việc bấm còi nó thể hiện một cái tín hiệu gì đó để mình tham gia giao thông, nhưng mình phải biết sử dụng hợp lý, phải làm sao cho nó hài hòa một xíu. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Thật sự là mỗi người chơi khi tới đây họ đều có một cái câu chuyện riêng về việc là sử dụng những phương tiện giao thông hoàn toàn khác nhau. Và đặc biệt là chúng tôi chỉ hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một cái văn hóa khi tham gia giao thông trên đường để bảo vệ an toàn cho chính mình và những người xung quanh quý vị nhé. Chương trình Về Nhà Đi Anh ngày hôm nay chắc chắn rồi sẽ trao cho các bạn chiến thắng với giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng. Đây, 50 triệu đồng thuộc về các bạn nha. Rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay, Sức Sống Trẻ đã mang lại một cái tinh thần về an toàn giao thông quá là tuyệt vời. Và đây chính là phần thưởng dành cho các bạn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.